200 ngàn bà trả tiền rồi, đòi nữa bà quánh mày cầm mày chạy. Cái trải nghiệm nó vui cái là cái này biết không, tính tiền không có gọi là mấy chục nữa là trăm với triệu không á. Tính tiền 500, 600. Ngập mồm. Lần đầu tiên ăn thịt cua mà tới ngập mồm. Xin chào cả nhà, đã đến với kênh Thằng Mập Food nha. Hôm nay thì hai đứa mình đang đứng ở trên đường Phạm Văn Chí. Nếu như mà cả nhà theo dõi những cái kênh ẩm thực thì cả nhà sẽ nghĩ ngay tới một quán bánh canh cua 300 ngàn nè, bắt trên mạng. Mà có lẽ cả nhà kênh YouTube cuối cùng quay kiểu như là quay sau cùng nhất Sài Gòn luôn, là kênh Mập Food quay tô bánh canh 300k để cả nhà. Bánh canh cua á thì nói tới đây thì cả nhà cũng biết rồi, thì Mập đang đứng tại địa chỉ là 356 Phạm Văn Chí, thì mượn cái địa chỉ ở đây chứ bên đây là cái hẻm á cả nhà. Thì tô bánh canh cua 300k đó đã từng rất là hot ở Sài Gòn, thì nếu mà cả nhà có theo dõi thì cả nhà cũng biết là ở đây bên đây thì có cô gái đây ngồi bán rất là đông nên mình cũng hơi rén á cả nhà. Cô gái nên bây giờ thì mà cái nhà vô khám phá mà quên nữa nói tại sao, lý do tại sao mình lại người quay sau cùng ở Sài Gòn. Tại vì mấy anh chị khác làm về ẩm thực mà quay YouTube rồi đã quay hết rồi cả nhà ơi, từ YouTube tới tốc độ quay hết. Với lại gia đình của Mập Food là chưa quay thôi. Với lại cả nhà biết sao không? Là cái tại vì do cái form á, cái giống như là cái style của hai đứa mình là ngồi ăn ở nhà. Hôm nay muốn thay đổi không khí ra đường thì mới quyết định là thôi hôm nay đi trải nghiệm cái tô bánh canh. Nghe nói là hôm nay là không còn có giá 300 nha cả nhà, và hôm nay là giá 350. Nếu mà mình muốn biết chi tiết nữa thì vô hỏi cô gái. Mà cả nhà nha. Ok, em vô bàn đi, anh order luôn cho. Okay. Mới vô là thấy cái nồi bánh canh thơm phức rồi. Cô con nghe mấy anh mấy chị gọi cô là cô gái, con gọi theo con không biết cô. Phải rồi, gái cô gái già. Gái già. Đây cho con gửi cái mít đi cô. Thì gái mà tôi thích, dạ. Tôi thích người ta kêu cho tên gái mà. Dạ. Của con nhỏ đó. Cho con gỡ đồng hành. Cô gái bán từ mấy giờ tới mấy giờ con? 4 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi. Dạ. Cái con nói chung là con biết tô bánh canh của cô lâu lắm rồi đó, nhưng mà tại vì lúc trước giờ con làm YouTube con chỉ ngồi ăn ở nhà thôi. Hôm nay giờ ra đường đổi gió là vậy qua đi. Cô liền. Vậy, dạ. Cảm ơn em. Cô đang bận đó nha. Rồi nói đi. Dạ. Chị nói chị ăn gì đi? Thịt cua với lại bánh nổi. 200 rưỡi. 80. Nó nghe nè, 250 à 200. 200 là cái này nha. Cái này 250 nha. Thôi lấy thịt cua bỏ thôi. Rồi. Với lại bánh thôi. Rồi. Chỉ cho ít canh thôi nha. Càng cua quá trời bự luôn kìa nha. Cái càng cua bự nhất của bên mình đó là cô bán bao nhiêu một tô vậy? 500 ngàn tới 700 ngàn. Dạ. Nhưng mà cái tô mà thường cô bán là con nghe nói 300 ngàn á là bây giờ còn giá 300 không? 350 nha cả nhà. Lên năm Tết thôi giờ, tại năm nay năm nay là cua không phải không chị? Năm nay đồ lên đúng không cô gái? 3 cái hải sản năm nay kỳ quá. Dạ. Mình không dám nói tiếng lên nó kỳ quá, 3 hải sản mày nó kỳ quá. Chứ nó lên là không Tết tới giờ chứ phải mới đâu. Chưa cái này là của đây. Rồi tôi bán lại cho cô rồi, tôi xin lỗi, Rồi tại tôi quay lại tôi cũng quên. Này của cô này. Cái đó là 200 ngàn, bà trả tiền rồi, đòi nữa bà quánh mày cầm mày chạy. Vui cả nhà, ngồi đây là vui rồi đó. Xe ra đi con. Nhưng mà con thấy kiểu như là mình ngồi ở đây á, cái hẻm nó cũng hơi nhỏ, cũng hơi bất tiện hết cô ha. Cô nói như thế nào? Dạ. Cái cuộc sống cô nói vậy đó. Dạ. Tao nói thẳng là bây giờ nếu như ai thương ủng hộ giùm, dạ. Cô cảm ơn. Chứ nói là tao cuộc đời tao có 2 chuyện không làm. 1 là mướn chỗ mà ăn, dạ. 2 là hùng gặp mà. Dạ. Thì ý của con là thí dụ như ai tới đây ăn mình thông cảm với cô gái chạy xe vô trong, hoặc là thí dụ mua về thì mình ném vô á cho nó gọn xíu. Đúng rồi. Con thì cô vậy đó. Dạ. Cứ vậy đó. Em là bên Zalo Văn An đó phải không? Rồi mình ăn cua không đầy đủ hay là cua không em? Rồi cái biết rồi. Chị Nhàn ơi, đến nghe nè, có lấy cá không vậy? Rồi. Dạ. Cái 3 rưỡi đầy đủ. Tại cô biết sao, con coi clip á, thấy mấy anh ngồi trò chuyện với cô vui quá, con cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác này mà. Không, con là... cũng nhẹ nhàng lắm con, dạ. Không có gì đâu. Tại sao mà người ta vẽ cho tao một đống bùa, người ta chồng bên cổ tao, tao cũng không biết tại làm sao. Tao vẽ bùa cho mình lấy tỏi mình trị đó. Không có, không sợ. Cái này con ra hoài đó. Nói chứ... Cua không? Đầy đủ. Nói chứ xíu nữa cô gái làm cho con 2 tô 350 đi. Với lại cái tô mà rẻ nhất của bên mình là bao nhiêu cô? 30. 30. Là cái đó nó có thịt hay là cái gì không cô gái? Không, nó không có thịt à. Dạ. Cô nói nghe nè, dạ. Có đứa nó lên nó nói là 30.000 không có gì, chứ không có gì hết. Tôi nói cho nghe nè, 300.000 không có cái gì, sao có. Cô gái ngồi đây bán được đúng không? Ừ, cô ngồi đây bền bỉ mấy chục năm, 30 dạ. mấy năm. Dạ. Con ơi, anh nói nghe là vô lấy bịch cặn lớn gì tư. Mà bây giờ mình đi mới có 6 giờ thôi mà cô gái là hết không. Gần hơn nửa nồi cả nhà. Không, nãy cái nồi này rồi thứ hai. Ôi rồi. Vậy là tính ra cô gái bán có mấy tiếng thôi mà mấy nồi cô gái thường thường là hai mà cũng còn tới thẳng nào không dám nói trước. Ai là chưa? Ai kêu tính tiền nè. Không phải dứt khoát là mấy nồi tới thẳng ra thì cũng có bữa ngày hôm qua ấy sặc máu đó. Dạ. Tại vì mưa liên tục. Dạ. Mình bán. Khoan ở đây trước cho Kim nó đi. Nó đi rồi đó. Ủa đi rồi. Ủa vậy là bán cho chị Nhàn rồi, bán cho chị Nhàn. Nhưng mà cô gái mấy chục năm như vậy rồi. 30 mấy năm. Nó nghe nè, đến nói thì đếm nè, cái năm đó tôi ngồi xuống đây tôi 27 tuổi. 27 tuổi giờ cô gái. Năm nay tôi 62 tuổi. 27 tuổi sắp 35 năm. 35 năm đúng. Nếu rồi. Mà tính ra đàng hoàng sòng phẳng là 35 năm có dư. 35 năm rồi. Có dư. Đại chút. Thôi, nãy giờ con vậy rồi con cũng khai thác được số thông tin rồi đó là cô sẽ bán từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi tới tầm 8 giờ. Cái nhà có khi hết sớm mình không có nói được cái giờ đó. À, rồi không thường thứ bảy chủ nhật thì dễ bán hơn. Cho con mượn một bọc thử. Ôi cái kèn này cả nhà. Khỏi đổ ra liền cho coi. Ôi đây. Cái này là đi quay mà gặp dịp mai mới quay được cái này nè. Nó em quay rồi cho đổ cái trời nó. Con có lẽ con là nay có duyên. Dạ review food cuối cùng quay cô gái kiểu như quay trễ nhất luôn á, tại vì ở Sài Gòn mà tự nhiên sao mà không chịu qua đây quay. Thật sự là ngồi ăn ở nhà nó không có biết sao mà qua đây quay không, được. Ăn tại chỗ nó ngon hơn. Dạ. Đó. Trời có cái càng bự quá trời luôn. Cái gàn đó là bao nhiêu một tô cô? 500 tới 700. Hay là xíu nữa cô cho con đúng một cái gàn đó vô cái tô một tô riêng. Là ý là cô làm 350 nhưng mà cô lấy cái gàn đó cô tính thêm nhiêu cô tính. Ok. Dạ. Rồi cô đợi chút xíu nữa để khoan bây giờ cô tập trung cô bán cho cô. Dạ. Rồi vậy cô gái xíu làm y chang vậy con nha, con vô trong không phiền con nữa. Ok, mà cái nhà ăn tô bánh canh bây giờ hết gọi là bánh canh 300k rồi, mà là bánh canh 350k nữa nha. Nhưng mà nó nhiều quá à. Đây, ở trong đây nè. Ở bên em là có cái kèn bự lắm á. Thôi quay bên chị trước đi được nè. Đó, cái wow, kèn khổng lồ luôn á. Wow. Nhiều kèn lắm nha, chứ không phải một cái kèn nữa. Ôi. Nè, mấy cái luôn á. Ồ, cái này mới đúng nè. Ừ, cái đó, cái này mới đúng là kèn bự nè. Ghê thiệt. Wow. Thôi mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Để mà em sẽ tìm mà bán cái kèn. Ôi, cái tô này ngon quá à. Chả nước miếng luôn cả nhà ơi. Mà độ đây á, em thấy là nó tươi lắm. Ừ. Em được 4 cái kèn rồi đó. Mời cả nhà nha. Ừ. Còn cái tô này cả nhà là cái tô rẻ nhất bên quán, 30 cành. Có huyết, có bánh tôm, bánh nổi á, với lại cũng là bánh canh luôn. 30.000 nha, không có thịt. Mình sẽ cho một miếng nước mắm ớt cho nó đậm đà. Còn tô 350.000 này có này chả, trò heo nè, càng cua, rồi huyết. Đó. Chứ hình như là có thịt cua dụng nữa. À đúng rồi. Ngon thiệt mấy má ơi. Mà vô trong đây ăn á cái nhà, thật sự là một cái trải nghiệm đó, nó vui. Một cái là cái nhà biết không, tính tiền không có gọi là mấy chục nữa, là trăm với triệu không á. Tính tiền 500, 600. Ngon quá không? Sữa càng lớn chị. Càng lớn hả? Sữa càng lớn. Ôi. Cả nhà ơi, cái này nó quá trời bự luôn á. Tô của em mà bao nhiêu tiền đó? Không lẽ cái càng bự như vậy mà. Dẫn 350. Cô gái bớt ấy rồi. Bớt thịt cua rồi. À. Ngập mồm. Lần đầu tiên ăn thịt cua mà tới ngập mồm. Có con tôm nè. Cái con tôm thôi là đã thấy là cái nâng cái tô bánh canh này lên 100 mấy thì cũng được rồi đó. Nếu mà nói có con tôm không nha, không có kèn nữa. Ngon lắm. Camera ơi, tí nữa anh Mập sẽ mời camera một tô nha. Anh thì cho biết rồi. Mà cả nhà biết sao, cái chỗ này rất là xa nhà mình á, nên là hai đứa cũng làm biến đi nữa cả nhà. Mà ở xa cũng hên ha, chứ không thôi ở gần là sẽ ăn hoài luôn rồi đó. Như bạn húp cái nước này. Em có điều đặc biệt là cái nước nó sẽ có mùi khét khét á. Đúng không? Thơm á. Mà thường ăn mấy cái bánh canh cua chỗ em hay mua á, là cái nước này nó rất là đặc luôn. Nó giống như là nó sao ta, nó rất là sệt cái này. Nói tới đây phải giới thiệu cái khả năng mà ăn bánh canh cua của chị Mai Bò. Chị Mai thế giới bò cả nhà, chỉ ăn bánh tô bánh canh 300.000 là ăn 3 tô. Anh Dương anh nói không biết đúng không? Không, đây đi em mới coi một clip rồi. Có gì hả? Ăn tô khổng lồ của anh Lộc luôn á. là hồi nãy Mập có rủ chị Mai đi nhưng mà chị Mai không đi được cả nhà. Chắc lắm. Cái bánh nổi này cũng ngon á. Nhưng mà em sẽ ăn thử cái miếng chả. Nhưng mà cái không gian nhớ nhầm thì nó nằm trong hẻm á, nên nó cũng hơi bất tiện xíu thì nói chung mình ở Sài Gòn mà mình ném ép qua cái chả này là chả gì vậy? Không biết luôn á. Ngon quá ha. Cho hỏi em cái là nếu mà em ăn lần này xong em có quay lại không? Có. Thấy ngon mà cả nhà. Giá 350 nhưng mà đồ ăn rất là nhiều. Mình cảm thấy là xứng đáng với tiền. Với lại mình thấy trên mạng cả nhà nói cô gái này kia, nhưng mà sao mình thấy ở ngoài cô gái rất là dễ thương luôn á. Không phải là mình quay cô gái mới vậy, mà thật sự là đối với mấy người ở ngoài đó cũng vậy luôn. Đây cái cục giò nó mềm má ơi. Cái ớt này nào người ta xay nó không còn hột nữa, nhưng mà ăn nó cay ra luôn. Em nhìn nó mình nhớ tới đầu bánh canh bò viên đúng không? Nó hấp. Hoặc sẽ vớt thêm một mớ bánh qua nữa nha cả nhà. Thực sự là không thể nào cưỡng lại được rồi. Ở đây cũng có một cái rất là thích, đó là một ca chà đá khổng lồ. Anh ơi, cho em xin thêm ca. Rồi đông vui à. Cay quá cả nhà ơi. Đổ mồ hôi luôn á. Rồi. Cái này là gì, bánh nổi không? Đúng rồi, tô 30.000. Có tôm huyết, có bánh tôm, bánh nổi á, huyết với lại bánh canh. Tội, gấp cái dính vàng, gấp cái dính cái càng. Hồi đó mình có lần nấu bánh canh cua này cả nhà. Và mình mua cái càng bự giống vậy, cái càng nó rất là mắc luôn, hình như là nửa ký hay 1 ký gì á, thôi là mấy trăm, 10 cái càng. Mười cái càng hay là 8 cái gì cả nhà, nhưng mà 1 triệu một cái, 1 triệu. Càng bự á, mắc lắm. Ngon quá. Vậy của mình 200, bỏ qua 250 luôn nha. Cơm cua gì nó cũng da rất là tươi luôn á. Mấy cái càng bự bánh tô bên Anh á, mấy càng bự vào một đống nhà nhỏ luôn. Hoài luôn á. Coi một cái càng bự nữa. Nắng đấy, nắng đấy. Ai cũng hiểu chứ có một người không hiểu luôn. Giờ heo cũng mềm á. Rất là ngon. Sự ngon. Ngọt tối nay anh đang cảm thấy no luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. Ăn không? Không ăn đi. Thật sự không? Khi mà ăn tô 350 rồi ăn qua tô này anh vẫn thấy ngon nha. Ủa nó cũng nước nó cũng giống vậy mà, nó chỉ là nó ít cua thôi. Anh không bị tính tâm lý á. Dạ ngon vậy, chị thấy ngon không? Dạ. Chị có ngại em ghi hình chị không? Chị ngại. Chị về cắt khúc này luôn. Chị ngại rồi, mình về mình cắt khúc này luôn. Vô. Thôi, cuộc vui nào thì cũng phải tàn thôi cả nhà. Cái gì ghê vậy? Chậm chậm vậy? Thì vốn dĩ nó là vậy rồi mà. Thì tàn 51 mình ra đây mình lại tạo dựng cuộc vui khác. Thì nói chung là tô bánh canh này nó cũng không có lạ gì với cộng đồng mạng và khán giả bên kênh của Mập Food luôn. Thì thật sự là hôm nay Mập cũng muốn trải nghiệm thực tế ở nhà. Tại lần đầu Mập với bé Kim ăn ở đây. Nói chung thì hai đứa rút kết là cái tô bánh canh ở đây ngon. Thì nói rất là hợp lý. Đồ sao đồ tươi không? Tươi. Okay. Cô gái rất là dễ thương. Cô gái giống y chang cô gái rất là dễ thương. Cô gái giống y chang cô gái. Lại hỏi ủa cô gái tên cô gái thiệt hả? Ừ đúng rồi, cô gái già. Thì thật sự nói chung là bây giờ mình nói quá nhiều cũng không bằng một cái sự trải nghiệm thực tế của cái nhà. Thì cái nhà tới địa chỉ bánh canh cua, nói chung là cứ search bánh canh cua 300 hoặc là 350k sẽ ra địa chỉ ở nhà. Thì tới đây trải nghiệm để coi Mập Food nó có đúng không. Chứ thật sự là ở nhà khi mà mình nghe, thật sự là tâm lý của Mập cũng vậy. Khi mà mình nghe ồ tự nhiên cái tô bánh canh gì 300 ngàn, 350, có khi ha, mấy người ăn tới 500-700 cái triệu đó, khủng hoảng. Thì mà thật sự mình tới đây mình ăn nó sẽ có nhiều mức giá cho mình lựa chọn. rồi mình ăn, mình trải nghiệm nó thực tế cái chất lượng của nó tương đương giá tiền nó sẽ như thế nào thì cả nhà cứ tới đây mà trải nghiệm nha. Còn thì nãy giờ rất là cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập với Bé Kim. Thì hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha cả nhà. Bye bye. Hai đứa vừa quay bánh canh xong cả nhà thì tính chở bánh mì đi chơi, nhưng mà nhớ ra là ngày mai nhà phải làm dưa mắm với lại muối các kiểu, với lại nhà cũng hết rau á, thì hai đứa đang đi chợ đầu mối Hóc Môn á cả nhà, là chợ nông sản lớn nhất nhì Sài Gòn nha cả nhà. Ở đây người ta sẽ bán đủ tất cả các loại rau. Rau như bịch hả? Cái nào á? Rau 10 ngàn. Lấy em một bịch. Lấy bịch đi. Dạ một bịch. Nãy giờ bán được sao nó ngon. Lấy với cái coi cái nhỏ. Cảm ơn. Đang quay cái gì? Nó có đâu đi. Hỏi nó có gửi tiền không nha? Dạ. Sao qua về lâu chưa? Em đi về lâu rồi. Nhà mới ra. Ở canh này canh không hạt chứ canh gì vậy? Canh này là để dễ nặng nước á chứ. Lấy cái nào mà dễ nặng nước á, đừng có cứng quá. Trời bye bye. Đi chợ này với ba với mẹ này cả nhà. Mà em bé người ta được chở đi chơi, còn em bé này chở đi chợ đầu mối mua rau. Nghiệp quá à. Ở đây thì vui lắm cả nhà. Mọi người phân vô cái bọc á, người ta sẽ bán bọc giống như là bán sỉ mà. Người ta sẽ bán bọc 10 kg vậy đó. Thì mua một lần thì sẽ là mua nguyên một bọc. Ở đây thì người ta sẽ kiểu bỏ sỉ như mình nói đó cả nhà, là giá sẽ rất là rẻ hơn ở chợ truyền thống, nhưng mà ở chợ á, người ta mua về người ta còn phải lựa mới lựa cũ nên là giá nó hơi cao quá cả nhà. Nhiều nhiều vậy ớt sừng nhiều 2 kg à. 2 kg ớt sừng. Ừ. Ủa, ớt ba chi á. Ớt cay à. Ớt ba chi là cay á. Ừ. Ủa, mua ớt không cay mà. Ớt Đà Lạt hả? Ớt Đà Lạt á chị ơi. Ớt đỏ.